đối với một ly cà phê thương mại, xúc giác cà phê mượt mà là quan trọng. Hậu vị cà phê kéo dài, nó sẽ là tuyệt vời. Đối với một tách cà phê đặc sản, cá tính vị ngọt là quan trọng số 1. Vị ngọt được hỗ trợ bởi 5 loại axit khác nhau. Axit citrus kiểu như là cam quýt, axit malic kiểu như trái táo, axit lactic làm cho body dày và kiểu như là sữa chua hay đậu nành, axit tartaric là giúp cho người ta cảm nhận được vị chua của dâu, axit acetic cường độ thấp, người ta cảm nhận được cái loại cà phê có tropical fruit. Sự hòa quyện của ấn tượng xúc giác và cân bằng vị đem lại một cái ấn tượng tách cà phê ngon.